orjin ye je lo jan tam pa ma ke za don bo la yan jong jo go wo jo pa ma jong ne ji za dong go dong gan ro ma bo go ji 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 za do do ji shen je la ja sa so gar ba ma sa de ho ma hu ba zer gar ba ma sa do ma hu ba zer gar ba ma sa da ma hu ba zer gar ba ma sa do ma hu ba zer gar ba ma sa do ma hu ba zer gar ba ma sa do ma hu ba zer gar ba ma sa ma hu ba zer gar ba ma sa do ho che la da chang so ra da bin di da so gan da ne bi sa jo so na da bon da so je wa chu da da jin be ron da da so ra chom den den gom bo ja ho ro ya la ja da lo ka ga lo ju dim ni jim zhe nyerda nam da ra zer ve je ne dong gan je je zu she ni ji da ga ra lo om zang ka da de bi zong ma ru men dong ding ra ji zer Rotogalava, Umara Bazanado, Tilum Jim Jeru was irritated, the Lord of Mambar of Sunday, God on Tom Jusun, Lodo by Lodu, maybe now I get the son of Jimbo, so then you may jazz on a monum Jimbo Naviata, Bakar Dangon, Santu Jamal, Tumba de Jijan La Shanzar, Lord. 各位佛友大家上午好，上午好还是中午好啊？Good morning, everyone. 都好都好的。Good morning, everyone. 早晚上。嗯。好，今天我们就在这个观音的道场，观音道场给大家讲一个观音的修法。Today, since we're gathered here in a monastery dedicated to Avalokiteshvara, I will use the name Chenresig for this today. Khenpo would like to give a teaching on Chenresig practice. Sáng hôm nay được là tới cái đạo tràng Quán Âm Sơn để thuyết trình về tu pháp của Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Âm Bồ Tát, tại Đại Thừa Phật Giáo, bên trong, tức là Hán Truyền Phật Giáo, Tạng Truyền Phật Giáo, hay là Thiền Tông, Mật Tông, bên trong, đều có rất lớn, rất lớn về vị trí, rất cao về vị trí. Nghĩa là, chúng ta có tất cả những người học Đại Thừa Phật Giáo, các Phật giáo đồ, đều 非常非常对这个观音菩萨有信心是一个我们所有的这些佛菩萨里面是最大慈大悲的所以我们修这个会有很多方面的对我们的修行有帮助。Chenresig, or the Bodhisattva Guanyin, whether it's Tibetan Buddhism or Chinese Buddhism, the Sutra path or the Tantric path, this Bodhisattva is regarded extremely highly by all of these traditions. And in fact, practitioners of the Mahayana faith have great faith in Chenresig. And given that Chenresig, of all the Buddhism Bodhisattvas, is the greatest embodiment of compassion, if we're able to practice on Chenresig, it will bring us great benefit. Cái tu pháp trên đường mà tu về đại thành và tiểu thành với là cái hiện tông và mật tông, đó là cái điều mà Quán Thế Âm Bồ Tát có cái đại nguyện, đại từ, đại bi để
biến hóa về và thụ thụ giáo cho tất cả Phật tử để hiểu con đường về tu thân là tu Phật học Phật. 好，今天的这个观音菩萨的修法，我想三个方面给大家讲。第一个是用心心来修观音菩萨的修法，心心就是我们对观音菩萨的这种信仰心情，用心心用强烈的信心来祈祷观音菩萨的方法，这是第一个。 So today, in introducing this practice, I'd like to address three primary aspects. The first is the importance of faith in coming to this practice, having a very strong faith in the way that we supplicate Chenresig. Pháp tu của Quán Thế Âm Bồ Tát có ba điều chính là. Nhưng mà có ba điều là mình phải có tính tâm. Một là tính tâm. Nay thì nói về ba cái cơ bản để tu học của Quán Thế Âm Bồ Tát. 第二个就是用慈悲心。 以慈悲心来修观世音菩萨的修法，这是第二个。And the second important point is to approach this practice with compassion. 该thứ hai nhì là có cái từ bi tâm để tu về pháp tu của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. 第三个就是证悟空心，以空心结来修观世音菩萨的这样子三个修法。And the third approach to this practice is one of a realization with the realization of emptiness or a correct view of emptiness. So primarily these are three approaches with which we can come to Chenresig practice. Cái điều thứ ba là có cái tâm tu, đó là cái không tâm quyết của Quán Thế Âm Bồ Tát. 好，这三个修法都需要念咒，念观世音菩萨的咒，念咒的时候呢，我们可以念这个 藏传佛教里面的 咒，还有汉传佛教里面也有大悲咒，观世音菩萨的有很多很多的咒，但是这些里面呢，比如说大悲咒呢，比较长，简单的浓缩版的，最好的就是一个观音菩萨的一个短的咒，叫 Om Mani Padme Hum， 或者是六个字，六字真言。 或者是 Om Mani Padme Hum 十七个字，都是一样的，念这个咒，这是观音菩萨的咒。 Each of these practices require us to chant the mantra of Chenresig, and in respect of the various mantras that we can recite, there are the mantras from the Tibetan tradition, mantras from the Chinese tradition, for example, the mantra of great compassion. That is relatively long, however, so probably the most condensed mantra that we can chant is Om Mani Padme Hum, the six-syllable mantra from the Tibetan tradition. Cái tu pháp của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là nhiều niệm chú, nhưng mà bên Tây Tạng thì có cái niệm chú của Tây Tạng, bên Hán thì có cái Đại Bi Chi Chú, nhưng mà nó hơi dài thì mình có thể thay là cái lục
lục tự chân ngôn chú, tức là Om Bani Bani Hôm. 好，然后观想的时候呢，我们观想这个观音菩萨，观音菩萨的像啊有很多。我们观想哪一个观音的像都是可以的，但是比较简单的，稍微比较简单一点，喜欢简单的观想的话，那我们可以观想这个藏传佛教里面的四臂观音。还有其他的观音都可以，汉传佛教的呀，其他的观音都可以观想。In terms of our visualization of Chenresig, there are many different iconographic representations, and it is up to us that which we decide to choose as the basis for our visualization. If you prefer simpler kinds of depictions,then in the Tibetan tradition, you could visualize the four-arm Chenresig. Qua thân của Quán Thế Âm Bồ Tát rất nhiều, thì mình có thể chọn những cái tư thế, cái gì nó hơi đơn giản để mình dễ học, dễ nhớ. 好，观想的方法。是每一位佛菩萨的观想的方法都是一样的啊。我们前两天讲过这个观想的方法啊，我们就是修这个观世音菩萨的时候呢，观想观世音菩萨的时候，首先就把一个观音像，比如说像观音菩萨的唐卡啊，就放在自己的前面。然后呢，在观音菩萨的这个佛像的前面呢，也就简单的供几个供品，比如说像花、水等等简单一点可以然后呢，我们坐在这个观音菩萨的佛像的前面，然后就有一两只眼睛看观音的像。The way we go about visualizing Chenresig in this practice is the same way that we go about doing all visualization practices of deities. So we start off with an image of Chenresig in front of us, a tanka for example, and in front of this we make some simple offerings such as fresh flowers or water, and then we fix our gaze on the image of Chenresig in front of us with our two eyes.Cái quán tưởng về Quán Thế Âm Bồ Tát thì mình có thể đặt một cái tượng Quán Âm hay là một cái hình tranh của Quán Thế Âm Bồ Tát, thì cái mình đơn giản tí thì mình cúng dường bằng nước trong sạch hay là hoa.Rồi đôi mắt mình nhìn thẳng về hình ảnh tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát. 好，然后观想的时候啊，我们首先看这个佛像啊，首先是看整体，看完了以后呢，然后再看佛像的局部，比如说先看佛观世音菩萨的脸，然后再看右手，再看左手，再看左腿、右腿，最后再看左腿，然后把身上的这个衣服上面的连衣服上面的这个图文，还有观世音菩萨身上的这些首饰啊，全部都要看得很清楚。然后呢，看得特别清楚的时候呢，然后我们看闭着眼睛的时候，能不能在脑海里面呢显现出来就是最后不看不用眼睛闭着眼睛的时候呢，也能够在自己的脑海里面特别特别清楚就达到这个时候呢，就这个观想就可以差不多，然后就可以进入下一个修法。So we start off by
inspecting closely or looking closely at Chenresig's face, and then we move, or we start off, sorry, to begin with, by taking in the whole of the image in front of us, and then we bring our attention slowly to individual parts of Chenresig's body, starting off with the face, then moving from the right arm to the left arm, from the right leg to the left leg, and then bringing our attention to smaller details such as the patterns on his clothing and his ornamentation and other decoration. And then after we have inspected this very closely, we close our eyes and see whether or not we're able to manifest his image clearly in our own minds. And when we reach a point when we're able to do this, then we're able to go on with the rest of the practice. Khi mà quán tưởng về quán Thế Âm Bồ Tát thì mình có thể nhất là mình nhìn nguyên một hình dạng của quán Thế Âm Bồ Tát, rồi mình mới tỉ mỉ thì nhìn về mặt, về tay phải, tay trái, hay là chân phải, chân trái, đến cả là đầu mặt của quán Thế Âm Bồ Tát và đồ trang sức. Thì khi đó mình có cái ấn tượng đó ở trong đầu óc của mình rồi, trong não mình rồi á, thì khi mình nhắm mắt lại, mình cũng rất rõ ràng nhìn, không nhìn tượng của Ngài, mà mình cũng vẫn là có cái hình ảnh của Ngài ở trong đầu óc mình. 我们很多的师兄很就说他们观想的时候观想不清楚，那观想不清楚是什么原因呢？就是主要我们首先开始观想的时候还没有去看佛像，没有去看佛像，直接就大作就心里去想，那这样子想不出来的，所以呢，首先要用眼睛去看。 然后看好了以后呢，把这个佛像，我们看到的这个佛像就印在我们自己的脑海里面，或者是用我们佛教的话讲的话，就把它印在我们的心里面。那这样子以后呢，闭着眼睛的时候，什么时候都只要一像，立即就是就像一张图像一样，很清楚的显现出来的。 那这个就是需要一点点时间，需要一点时间。如果时间很短，一个小时、两个小时或者一天两天，就不一定有效果。但是时间稍微长一点，那就我们观想的很清楚的。那这个不仅仅是观世音菩萨，我们观想任何一个佛菩萨，方法就是这样子。 Many students say that they are unable to visualize their deity clearly during their practice. And the reason for this often is that people have not begun by first working with an image and inspecting it closely. They simply begin by sitting down in meditation and attempting to conjure an image in their own mind. This doesn't bring very good or easy results. So it's necessary for us to first dedicate some time to looking at the image and then imprinting it in our mind or imprinting it in our heart, so that after a period of time, and usually it does take some time, a couple of days or a few hours is likely not to be enough, we will be able to bring this image to mind without trouble. Khi nhiều Phật tử có thể nói là sao mà mình không có nhìn thấy tượng Phật hay là hình ảnh của Phật hay là của Quán Thế Âm Bồ Tát một cách rõ ràng, đó thì không phải là mình về quán tưởng mà nhìn trong một vài tiếng, một vài ngày là được. Nhưng mà cái sự việc này thì phải có cái thời gian nó dài, lâu dài, mình phải luyện tập, rồi cái hình ảnh đó thì in sâu ở trong cái lòng mình, trong cái đầu óc mình.
好，这个观想啊，观想完了以后，还有就是，如果我们观想哈、啊、不是很清楚的话呢，因为我们今天的时间的关系，没有办法讲太多的啊。那这个观想的比较具体的、比较深入的、详细的观想的方法，大家可以在《回灯之光》啊里面。有一个叫做升起次第啊，升起次第的修法，那这里面有详细的介绍，大家到时候可以看书，也可以看这个视频。Today, because we don't have much time, I'm not able to go into great detail about the technique of visualization practice. However, if you are interested in learning about it more, then in Khenpo's Wisdom Light book series and at his website, there is a section on generation stage practice that describes this in quite a lot of detail. Bởi vì hôm nay thì cái thời gian rất có hạn, không có thể nào mà về đi vào sâu chi tiết về cái phương pháp tu của Quán Thế Âm Bồ Tát thì mình có thể vào trong mạng hay là đây thì mình có đạo tràng đây thì có thầy này kia chỉ dẫn mình về cách tu về tu pháp của Quán Thế Âm Bồ Tát. 好，然后呢，我们刚才讲的第一个第一个。这个修法是对观世音菩萨我们要升起强烈的信心，也就是说我们把观世音菩萨当作所有的佛所有的菩萨的总相总体这样子来修呀。总相和总体的意思就是说，比如说我们修观世音菩萨的时候其他的所有的佛所有的菩萨都包含在这个观世音菩萨当中所有的菩萨就是观世音菩萨，所有的心咒所有的咒语都是观世音菩萨的咒语也就是这样子，这个观世音菩萨是这当中把所有佛菩萨的身口意还有所有佛菩萨的这个加持都包含在里面那这叫做总相和总体把观世音菩萨看作所有佛的总相和总体来发起心性。So in terms of the first approach to practice, which is one where we generate a very strong sense of faith in Chenresig, we do this by approaching Chenresig as an embodiment of all of the bodhisattvas and Buddhas, and also conceiving that Chenresig's mantra is an embodiment or an encapsulant or encapsulating all of the other mantras of the Buddhas and Bodhisattvas. So in this way, all of the qualities that the other Buddhas and Bodhisattvas possess, we visualize are embodied in Chenresig, this one deity. Cái pháp tu thứ nhất của Quán Thế Âm Bồ Tát là mình phải có cái tính tâm đó thì khi mình tu về cái pháp này, tất cả Bồ Tát Phật Bồ Tát khác cũng về cái hình ảnh của Quán Thế Âm Bồ Tát, về chú niệm hay chú hay là cái gì, nó cũng bao gồm tổng thể các Phật Bồ Tát trong cái ảnh trong cái pháp tu của Quán Thế Âm Bồ Tát hết. 然后我们可以这样子看啊，观世音菩萨他是佛法僧佛法僧
在佛教里面叫做三宝啊，观世音菩萨就是三宝的总体啊。怎么样是三宝的总体呢？观世音菩萨的身体是属于僧啊，僧种，然后观世音菩萨的智慧心就是属于佛啊，本来就是佛。然后呢，观世音菩萨的语言啊，就是佛法。所以，观世音菩萨的身口意啊，实际上就是佛法僧啊。所以，观世音菩萨，我们可以把它当作是三宝的总相总体。So not only do we regard Chenresig as the embodiment of the action, speech and mind of all the other Buddhas and Bodhisattvas, but we also approach Chenresig as the embodiment of the three jewels, so the Buddha, the Dharma and the Sangha. We regard Chenresig's body as representing the Sangha, Chenresig's mind as representing the Buddha, and then the words, the speech of Chenresig as reflecting the Dharma. So in this way, we also approach Chenresig as the three refuge objects. Cái thân của Bồ Tát là có thể gọi là Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Nhưng mà cái thân khẩu ý của Bồ Tát cũng là Phật. Thành ra cái thân khẩu ý đó thì thay cho là cái Tam Bảo của Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Đang wo men a ping shi you xi ren na zhe dui Guan Shi Yin Pu Sha a hen you xin xin a te bie you xin xin. 那么这种人啊，可以就只修观世音菩萨，其他都不修的话，实际上也是可以的啊。观世音菩萨啊，他同时也是文殊菩萨啊，也是地藏王菩萨，也是金刚萨埵菩萨，也是莲花生大师，也是释迦牟尼佛，也是阿弥陀佛。实际上这些佛啊，他就是为了度化不同的众生，然后就实现了各种各样的不同的佛的身体。实际上他们都是一体的。所以呢，我们对观世音菩萨非常有信心，修观世音菩萨的法啊，这样子，其他的实际上就是在这个里面都包含了。If an individual has a particularly strong faith in Chenresig, then it is okay if they just devote themselves to practice on Chenresig. The reason for this is that Chenresig is also embodies the other Buddhas and Bodhisattvas, Manjushri, Shistigarbha, Vajrasattva, and so on. In fact, all of the Buddhas and Bodhisattvas share the one essence. They just appear in different manifestations in order to assist beings of different proclivities. Therefore, it is completely fine if we do have a particularly strong faith in Chenresig that we just devote ourselves to this practice. Thường thường, các Phật tử đều tín ngưỡng về Quán Thế Âm Bồ Tát nhiều hơn, nhưng mà sự thật Quán Thế Âm Bồ Tát có thể hóa thân là Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát hay là Phật Thích Ca hay là Kim Cang, thì đối với mỗi một cái khía cạnh nào để phổ độ cho mọi giới Phật tử thì Bồ Tát sẽ hóa thân thành những Bồ Tát đó. Thật ra Phật nào thì nó cũng một thứ thôi. À, Quán Thế Âm Bồ Tát, à, quan yu Quán Thế Âm Bồ Tát de zhe xie gu shi, hai you ta de gong de, zhe xie, zhe shi zai da cheng Phật giáo de zhe xie Phật jing li mian ne,
有很多很多的记载啊，有韩传佛教、藏传佛教都有。那大家就多了解一下，应该是英文版的这些佛经里面呢也有，应该也有的。所以我们首先啊，多看一看，多了解一下观世音菩萨，他是一个什么样的菩萨啊？他有什么功德等等，多了解。那么了解了以后呢，我们对他的信心啊，自然而然就会升起的。In the Mahayana Sutras, both in the Tibetan tradition and in the Chinese tradition too, there are many accounts, many stories of Chenresig, and also many descriptions of his merit and virtue. I believe there are also English versions of these scriptures and the Mahayana Sutras too. So these are things, if we read, if we familiarize ourselves with, we will discover our faith in Chenresig increasing. 观世音菩萨thì tất cả những cái gì về sự tích của Bồ Tát hay là những cái công đức của Bồ Tát thì về Tây Tạng hay là bên Hán hay là bên Việt Nam đồ thì nó cũng có ghi chú hết những cái sự tích và những cái công đức của Ngài đã làm. Thì mình muốn hiểu rõ và tìm hiểu thêm để cho có cái tính tâm về Quán Thế Âm Bồ Tát thì mình phải coi những cái sách đó trên mạng hay là hỏi thầy thì mình sẽ hiểu rõ được Quán Thế Âm Bồ Tát nhiều hơn và được tính tâm mạnh hơn. 好，然后我们对观世音菩萨有所了解啊，有所了解。然后就有一定的这个心性啊，自己有一定的心性的时候呢，然后我们就开始修观世音菩萨啊。这个我们刚才讲了，要两个条件。第一个，观世音菩萨我们观想的时候呢，观想的清清楚楚的。然后第二个条件呢，我们对观世音菩萨有所了解啊。不仅仅是我们就知道哦，观世音菩萨就是一个佛门的一个菩萨，不仅仅是这么模糊的概念啊，就是要了解一下他的一些很具体的、很特别的这些功德啊，这些都了解了以后呢，那我们不会没有信心的，一定会有信心。然后呢，有了信心啊，这两个都有了，那这个条件，就这个前提的条件啊，已经具备了。这个时候我们就可以开始进入修观世音菩萨的这个修法。So after we've gained some understanding of Chenresig and have established a certain level of faith, then we can begin with our practice on Chenresig. And so there are two important conditions here. The first is, as we talked about before, being able to visualize clearly Chenresig. And then the second condition is having a concrete understanding or understanding of the concrete and specific qualities and virtues of Chenresig. So it's not enough if we just have a vague idea that Chenresig is one of the bodhisattvas. It's necessary for us to have a more specific understanding than this. And if we do have this kind of understanding, then we will find our faith increasing naturally of its own accord. Mình đã được cái quán tưởng về Quán Thế Âm Bồ Tát thì mình được cái tính tâm của Bồ Tát là hai cái điều kiện đó rồi thì mình được sẽ đi hiểu rõ nhiều về công đức lịch sử của Ngài đó thì mình cái tính tâm có là được kiên tính thì mình sẽ đi vào
tu pháp của ngài rất dễ. 好，然后观世音菩萨啊，我们修的时候呢，首先啊就祈祷啊，这个修修就是基本上是两个环节啊，一个是向观世音菩萨祈祷啊，另外一个呢就是念啊观世音菩萨的行咒，基本上就这么两个阶段。So there are essentially two stages to this practice. The first is when we pray to or supplicate Chenresig, and then the second stage is where we chant his mantra. Cái tu pháp của ngài thì có hai cái điều rất quan trọng. Thì một là mình có thể quán tưởng đó ở trong cái tính tâm của mình đó thì mình sẽ thu hút được cái mà tu pháp rất dễ. 好，然后这个观世音菩萨啊，这两个修行的两个阶段当中，第一个是祈祷观世音菩萨。那么祈祷的时候呢？我们就是发自内心的向观世音菩萨祈祷就是自己比如说我们有些时候就遇到一些问题的时候，不开心的时候就是有些心结打不开的时候就是自己的家庭还有就是事业这些上面呢就出了问题的时候等等这些时候也可以祈祷观世音菩萨。观世音菩萨，我们发自内心的祈请观世音菩萨来就是加持我就是解决这些问题我们现实生活当中的这些事情简单的时候，首先是我们最简单最基本开始，所以观世音菩萨也会如果我们自己心很虔诚，如果能够这样子的信心祈祷的话，那观世音菩萨就是有求必应，是这样子的。所以呢我们自己很明显的感觉到也观世音菩萨的加持在我们的生活当中帮我解决了很多的问题，帮我这个消除很多的这些痛苦灾难这个也自己会感觉得到的。So in starting off at the most basic level, when we begin the first stage of praying to or supplicating Chenresig, we do so with a very sincere heart from the depths of our heart. We pray that Chenresig will bless us in our lives. And we can do this when we are encountering difficulty or trouble, perhaps when we have hardships in our family or in our careers, emotional problems. We can pray at this point, request, beseech that Chenresig assist us through his blessing to solve these problems. And even though this is the most basic way that we start off with the prayer aspect of this practice, it is certainly the case that Chenresig will respond to our calls and we will discover for ourselves the way that his blessing manifests in our lives.Cái tu pháp của Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất là mình phải là cái cơ bản, mình phải cầu nguyện, như là đi vào cái sinh hoạt của mình, gặp những khó khăn trong gia đình hay là trên sự nghiệp có gì, nó không có được là như ý mình đó, thì mình phảiCầu nguyện Bồ Tát gia trì cho mình để mình giải quyết được những cái khó khăn đó thì đó là cái tính tâm của mình để học về cái tu pháp của Ngài.
啊，那我们每一个人啊，在生活当中，很多时候都遇到各种各样的痛苦，啊，精神上的痛苦，肉体上的痛苦，啊，就每一个人都是、这个避免不了的，就是现实生活当中有太多太多这样子的事情，啊，那这个时候呢，有些人啊就想不通，就放在心里面，憋在心里面，最后就变成了啊精神病。那有些时候呢，就是因为一时的这个就这些疯狂的行为啊，最后去自杀等等，有很多很多的时候都有这样子的行为。那么我们每一个人也会遇到这样子的痛苦。那么遇到痛苦的时候呢，啊，就是要把这个要想起观世音菩萨啊，就我们已经观想好，就已经做好准备了。那么遇到这样子的问题的时候，首先就找一个稍微安静一点的地方，冷静下来，然后就把脑海里面呢想出观世音菩萨，然后向观世音菩萨啊祈祷祈请啊观世音菩萨啊帮我消除啊这些灾难。这些痛苦，这样子一心一意的祈祷观世音菩萨啊，那么这些痛苦一定会发生奇迹啊，一定会发生奇迹，一定会发生这样子的奇迹。然后呢，很做自己的身体上的啊，生活当中的、精神上的这些痛苦都能够得到啊，得到解决，这些痛苦都会消失。All of us in our lives inevitably encounter different kinds of pain and suffering, whether it be mental or psychological or physical in nature. And these kinds of suffering, if we keep them to ourselves, if we suppress them in our own minds, then it can lead us to develop mental illness and in some cases lead some people to take extreme actions such as committing suicide.So if we find ourselves in a situation of such suffering, then what we can do is find a quiet place, sit down, and then bring to mind, visualize Chenresig in front of us, and then pray very sincerely from the depths of our heart that Chenresig help us dispel this suffering in our lives.Trong cái sinh hoạt của con người thì đôi khi có những cái chuyện thắc mắc à, hay là chuyện nó không được vui lòng. Nó cứ, nhưng mà không có nói ra, cứ ép ở trong lòng á, thì thành ra sinh ra có nhiều người nghĩ không có tới việc mà để giải quyết những cái khó khăn đó, có thể là đi đến mà tự tử. Thì cái việc này mình học Phật về tu pháp của Quán Thế Âm Bồ Tát thì mình phải thành tâm và nhất quyết để nguyện cầuPhật Bồ Tát gia trì cho mình để giải quyết những cái khó khăn này á, thì có thể bất ngờ sẽ được giải quyết theo cái lời thành tâm cầu nguyện của mình đó. 好，这是就是为了消除一些现实生活当中的这个各种各样的事情，祈祷观世音菩萨。然后第二呢？这个再高一个层次啊，也就是说，为了这个为了消除生老病死的痛苦啊，不仅仅是我们的现实生活当中的一些痛苦啊，就是生老病死整个这个轮回的痛苦，所有的痛苦，为了消除这些痛苦，就向观世音菩萨祈祷，发自内心的祈祷啊，坚定不移的信心和发自内心的这个祈祷，这两个是特别特别重要的两个啊，两个最最最关键的
只要有这样子的心心啊，还有这样子一心一意能够祈祷的话，那么我们一定会得到观世音菩萨的加持。So it's not just in respect of troubles and problems in our everyday lives that we can supplicate Chenresig. We can also supplicate Chenresig to assist us in dispelling all of the sufferings of samsara. And this is extremely effective. The two most important things are that we have an unwavering faith in Chenresig and we pray and supplicate in a single, extremely focused, single-pointed way. Sau khi mình giải quyết được những cái vấn đề khó khăn cứ nằm trong lòng mình rồi á, thì đó là mình sẽ đi đến một cái hơi cao nữa là con người thì có sanh tử, bệnh lão, bệnh chết. Thì mình về cái quán tưởng của mình hướng về quán Thế Âm Bồ Tát. Hai nữa phải có cái tính tâm để khẩn cầu Bồ Tát để cho mình giải thoát khỏi cái sanh lão bệnh tử. Đó là một cái là mình cần phải có cái thiện tâm kiên trì để hướng về cái tu pháp của Bồ Tát. 那我们啊，就是遇到任何一个问题的时候。我们的生活当中的问题，还有就是生老病死的问题，都是可以祈请观世音菩萨，然后呢，一方面祈祷然后第二就是要念咒，念观世音菩萨的咒。我们刚才讲了也可以念大悲咒。我们学汉传佛教的很多的师兄都是非常的。喜欢大悲咒这个是没有错的，大悲咒的功德是不可思议的如果会念大悲咒的话就念大悲咒，这个稍微有点长，如果不会念那就念嗡嘛呢叭咪吽或者是后面再加一个十字嗡嘛呢叭咪吽十，这六个字和七个字都是一样的，念这个非常专心的去念嗡嘛呢叭咪吽十这是观世音菩萨的心咒。So we can supplicate Chenresig in relation to any problem we might experience in our life, pray to him for any other kind of problem, our samsaric difficulties as well. And then after having prayed and supplicated, we begin to chant his mantra. And here in Chinese Buddhism, many people like to chant the mantra of great compassion. This is completely fine. It has inconceivable merit. However, it is a bit long. So if people would prefer a shorter mantra, then they can recite either the six-syllable mantra of Om Mani Padme Hum or the seven-syllable mantra with a sh on the end. Trong cái khó khăn của mọi người đó đều được giải quyết bằng cách mình tín ngưỡng và mình về hướng về tu pháp của Quán Thế Âm Bồ Tát đó, thì mình có thể niệm là đại bi trú nhưng mà nó rất dài thì nó có thể là hơi khó, nhưng mà mình có thể là cái tâm trú ngắn nhất và tốt nhất của Quán Thế Âm Bồ Tát thì Om Mani Om mình cứ niệm cái đó thì trong thâm tâm của mình hay là những cái việc khó khăn gì thì sẽ qua cái linh chú của ngài đó sẽ được giải thoát đi. 这个
修法我们可以修半个小时四十分钟一个小时或者两个小时都可以的那么这个过程当中呢就一方面一心一意的就祈祷祈请观世音菩萨另一方面呢就念咒念咒从头到尾都是这样子时间可以自己安排半个小时到两个小时之间都可以的。So this practice we can do for half an hour, 2 hours. Ultimately, the length of the session we devote to this practice we can determine for ourselves. The important parts of the practice are that we unwaveringly and with single-pointed concentration supplicate Chenresig while chanting his mantra. And this is the way that we practice throughout an entire session.Về cái tu pháp của Ngài á, thì nhất là qua cái quán tưởng đó thì mình có thể mỗi một ngày mình luyện trong nửa tiếng, 40 phút, một tiếng, hai tiếng đó tùy theo cái thời gian của mình hay là công chuyện mình. Thì quán tưởng và niệm hả chú, đó là cái việc mà thành tâm của mình tốt nhất đối với Ngài. 好，然后第二个修法就是以慈悲心来修观世音菩萨的修法。那么慈悲心呢，我们前几天讲过了，今天我们没有太多的时间讲慈悲心简单的说，慈和悲这两个字当中的悲是我们就是发自内心的希望天下所有的众生能够远离所有的痛苦希望天下所有众生能够远离所有的痛苦这个心愿叫做慈这叫悲 It's also possible for us to approach Chenresig as a compassion practice as well. And as we mentioned yesterday or previously in relation to compassion, it's two components. Firstly, the compassion component where we generate a very strong wish that all sentient beings be free from all kinds of suffering.Về cái pháp tu thứ gì thì phải có cái từ bi tâm. Cái từ bi á, thì nhất là cái chữ bi thì phải là nghĩ cái gì lợi ích cho chúng sanh và tất cả một dạng vật đó thì sẽ đi vào đúng với cái nguyện của từ bi của Ngài.好然后这是悲然后慈慈就是我们希望天下所有的众生不管是他的信仰是什么不管是他是什么民族不管他的皮肤的颜色是什么不管他是人还是动物还是什么其他的众生都是一样。就是对天下所有的众生发起这个慈那么慈就是希望这些所有的众生能够得到幸福快乐就是发自内心的希望这些众生诚心实意的希望这些众生能够拥有幸福快乐这样子的心愿这种心愿叫做慈。And so our wish that all beings be free from all sufferings, we accompany by the aspiration of loving kindness, that is the strong wish that all living beings, respective of whether they are animal or human, and in respect of humans, regardless of what their
ethnicity or religious background may be, what the color of their skin is, etc. In respect of all living beings, we generate the strong wish that they attain every kind of happiness. And this is the other component of great compassion, the wish of loving kindness. Trong cái chữ từ bi thì chữ bi mình đã nói rồi, thì nói tới cái chữ từ thì tất cả chúng sanh, con người mình không phân biệt màu da, sắc tộc, động vật hay là những cái sinh vật gì khác, cũng là chúng sanh hết. Thì chữ từ này thì mình phải có một cái thiện tâm, hy vọng tất cả muôn loài trên cõi thế gian này được hạnh phúc và khoái lạc. 好，这个慈悲心啊，我们每一个人都有一点点不同程度的慈悲心，这个天生就会有的。年啊，动物、猛兽啊，像毒蛇呀、老虎呀，他们也会有一点点的这个慈悲心啊。但是呢，这个慈悲心不够大，所以我们要修啊，修就是说，把我们的一点点的慈悲心，把它培养啊，培养到这个很大很大很强大的慈悲心。嗯，如果我们不培养的话，那我们虽然是有一点慈悲心，但是这个慈悲心的范围确实是很小很小，我们只能对一个就几十个人，可能十几个人有慈悲心，其他人我们都不会管的，不会有什么慈悲心的啊。所以这个慈悲心非常的有局限性啊，所以我们要培养，把这个慈悲心培养到啊，没有任何的界限，没有任何的这个范围。然后呢，它已经变成它，让它变一个很强大、很强大的，这个就要靠大乘佛教的慈悲心的修法、修心的方法来培养自己的慈悲心，这个要一步一步的去做。All humans and indeed all animals, including rats and poisonous snakes, are born with a certain degree of compassion. However, this compassion, the amount of compassion that we're born with, is only very small in nature. It's necessary that we develop it, that we cultivate it. In order to do this, it is necessary for us to engage in the concrete practice of cultivating our compassion until it becomes very strong as a force within us. Tất cả loài người, động vật đều có cái từ bi tâm. Nhưng từ bi tâm đó nó không có lớn, rất nhỏ, rất hẹp ở trong một cái đối với từ vi tâm nhỏ đó thì dài chục người hay là vài chục đặc biệt thôi. Thì mình phải tu cái từ vi tâm đó, thì phải học theo cái đại thành Phật giáo, thì tu cái từ vi tâm đó thật lớn để nó bao gồm. Thì không phải là mình có cái từ vi tâm nhỏ nhưng mà mình không luyện, không tu á, thì nó sẽ không có lớn được. Nhưng mà từ bi tâm đó phải tu tới rất lớn và cần cái thời gian. 好，这个修心的方法啊，训练或者是我们慈悲心的培养的方法，训练的方法当中有一个很重要的，那这个是什么呢？就是首先我们要去了解六道轮回他们的痛苦啊，六道轮回当中的这些众生的痛苦，首先要了解。因为如果这些我们不了解的话，我们不会对所有人啊生起这个慈悲心。
如果我们了解啊，不管是有钱的、没钱的、有权利的、没有权利，凡是在这个轮回当中的人啊，他们都有很多的痛苦，他们每一个人都有很多很多的这些这个比如说未来，比如说他现在是一个非常非常幸福的人，特别幸福，特别快乐，我们所有人非常羡慕的一个这样子的人啊，大家他在过一个大家都很羡慕的这样子的生活。但是呢，那这个我们如果把他的时间再往前十年、二十年、五十年这样子去思考的话，那么未来的五十年以后呢，那么我们现在大家都羡慕的他的这些一切，那个时候他也不会有的啊。所以呢，这个轮回当中啊，再高的官啊，再富裕的人啊，再出名的人，都是短暂的，都是临时的。所以呢，最终啊，大家都在这个轮回当中，就是没有一个真正的心腹啊，多了解这个事情啊，这样子我们就比较容易升起这个慈悲心啊。佛教很多时候都讲这个六道轮回的痛苦，讲的特别特别多。所以呢，我们很多人觉得佛教就是消极啊，悲观。有这样子的想法，但是他不是因为他消极和悲观，就是为了让我们了解这个六道轮回的痛苦，为了让我们对六道轮回的众生升起慈悲心，所以他就反复反复反复的讲这个六道轮回的痛苦这样子。所以我们第一个先去了解，那怎么样了解呢？我们人类的痛苦是什么样子，我们很清楚的，不要看这些表面的辉煌要看一下它背后的很多的事情这是一个。另外一个呢，动物的痛苦呢，我们也是比较了解的，那多了解一下。我们现在有很多很多的资料，有很多的渠道多了解一下动物的痛苦然后呢，除了这两个以外，比如说地狱啊、恶鬼啊，那这些我们没办法看得到，但是呢，这通过佛经来了解他们的痛苦，多了解一下六道轮回的痛苦然后呢，我们再多了解一下我自己的同学、同事等等他们的这个痛苦。每一个人都会有各种各样不同的痛苦，都先去了解我们这些都了解了以后呢，然后就比较容易对他们升起这个慈悲心。Until we've engaged in cultivating our compassion, then the compassion that we are born with is very limited in nature. We're generally only able to have this or generate this compassion towards a very limited number of people. So it's necessary we avail ourselves of the methods that exist for us in the Mahayana teachings to grow and increase our compassion. And in respect of this, there is one very key thing we can do, one very important practice, and that is familiarizing ourselves more and gaining a deeper appreciation or insight into the different sufferings of beings in samsara. So obviously there are many different kinds of beings in samsara, each face their own kinds of suffering, and through familiarizing ourselves better with these different kinds of suffering, we'll find ourselves more easily able to generate compassion in respect of other people and other beings. So even though we may see someone who has, on the surface of things, a very happy life, a kind of a happy existence that everyone feels envious of, ultimately at the end of this person's life, they'll be in the same situation as we are. This happiness they'll not be able to take with them. Similarly, for people who enjoy other kinds of samsaric
pleasures or advantages, such as famous people or wealthy people or powerful people, they too ultimately will not be able to find any lasting happiness in this. So it's important that we do acquaint ourselves well, not just with the sufferings of humans, but also the sufferings of animals as well. There's a lot of information around these days that we can use to help ourselves in this process. The sufferings of the hell beings and hungry ghosts, obviously, are not something we can observe with our own minds. So for this, we would need to rely on accounts that are given in the Buddhist scriptures. Through making most of these methods, as well as paying attention to the sufferings of those in our midst, such as our classmates and colleagues, etc., then we will find ourselves developing our understanding and insight into the sufferings of other beings, and this will assist us in being able to generate compassion towards them. Trong cái từ bi này thì mình cần phải tìm hiểu thêm, bởi vì nếu mà mình không tìm hiểu thì mình không biết gì hết. Thì trong cái tìm hiểu cái này quan trọng nhất là cái lục đạo luân hồi. Vì cái lục đạo luân hồi này á, thì nó như là những người giàu sang, quan quyền hay là những người hèn hạ kia đi, thì đó là chỉ là cái cảnh của hiện tại thôi, nhưng mà hồi trước thì nó khác rồi, nó không phải cái gì. Thì trong cái lục đạo luân hồi này á, thì có thể là cho là Phật giáo nói này là rất cái chuyện đó là rất tiêu hay cực, là không có thật, nhưng mà cái này á, nó rất quan trọng, mình phải cần phải tìm hiểu và đi xem những cái tài liệu về luật đạo luân hồi đó, thì á, mình mới chạy thoát khỏi cái luật đạo luân hồi này được. Bởi vì á, mình đây trong cái nhân loại hay là động vật cũng vậy, không có thể nào mà chạy khỏi cái luật đạo luân hồi này được. 好，这样子以后呢，我们了解了这些众生的痛苦的时候，然后我们就希望他们离苦得乐，要这样子去想。 但是呢，这个说起来很容易，要去想，但是这个就是想不起来的，我们就没办法想。只有对我们自己的父母啊、儿女啊，如果我们发现他们有痛苦，那我们会想，自然就会想，希望他们离苦得乐，这个都不需要修。但是对其他人来说，我们虽然看见了他们有痛苦， 也了解了他们有各种各样的痛苦，但是我们的心里就是很担心呢，看到别人的痛苦的时候，就是没有这种想法，那么这个时候怎么办呢？我们多数人都是这样子，不是不知道别人有痛苦，知道的，但是呢，就是知道了呢，也就没有什么感觉，就知道也就过了，过了以后就过了，我们也不会去想，那这个时候就需要有这个慈悲心的第二个 方法，那这个修法，这个修法呢，我们前两天第一天的时候，这个这边长林法师的这个道场，我记得是第二天的上午和下午，都讲了一些具体的方法，还有呢，就可以听能够听这个韩语的，就可以 可以到这个慧灯之光的网上面去听视频，有一些具体的方法，通过这个方法训练，最后我们也可以，比如说我们发现自己的父母和儿女有痛苦的时候，我们立即就会希望他们离开痛苦，希望他们拥有幸福，一样的，最后我们 修成了以后呢，我们对任何一个人都一样，
发现他们有困难啊，他们有痛苦的时候呢，我们会同样的希望他们也远离痛苦，拥有幸福啊，最后能够达到啊这个啊地步啊。我们人的心啊是完全是可以被啊训练的啊，它可以训练到很好很好啊，也可以训练到很糟糕啊，都可以的，看我们怎么去训练啊，怎么去修，怎么去修都可以修成，只要努力最后都可以修成啊。那么通过这个方法我们要去修啊慈悲心。So even though we may have familiarized ourselves with the sufferings of others, sometimes when it comes down to generating a feeling of compassion for them, this is somewhat more difficult. It's easy, of course, for us in respect of our parents or our own children to wish that they be suffering and that they attain every kind of happiness. But insofar as others, it sometimes doesn't come so easily. It's not that we don't know that they experience suffering, but just that we feel rather desensitized to it. Our knowledge of their suffering passes and we don't much think about it. So therefore, it's necessary that we do work on cultivating our compassion for others so that just as when we start off, when our family members encounter suffering, we wish that they be free from it and attain happiness, that with the process of gradual cultivation of our compassion, we will find ourselves being able to generate similar wishes in respect of other people when they encounter different forms of suffering. This is the goal of our gradual practice. Our minds are utterly able to be trained. It's possible to cultivate them into an extremely fine state indeed. Similarly, it's also possible for us to train our minds in an extremely negative direction too. So ultimately, how we train our minds or how they become depends on the choices we make in respect of how we train them. Trong cái sinh hoạt của mọi người thì như là cha mẹ con cái có những cái điều gì nó không có được vui vẻ để trong lòng, nhưng mà họ không biết làm sao để giải quyết cái sự lo âu đó trong lòng, thì mình đã được tu luyện thì mình tu cái tự bi tâm này phải cho nó nhiều cho lớn thì mình mới có thể là giúp, một nhất là mình giúp cho gia đình mình trước, rồi sau tất cả mọi người bên khía cạnh của mình hay là người ta gặp khó khăn thì mình mới có khả năng để chỉ dẫn họ, để giúp họ giải thoát hết những cái bức ức trong lòng hay là những cái chuyện trong gia đình không có được vui vẻ, thì nó mới đạt được cái hạnh phúc. Thì cái từ bi tâm này á thì mình phải cứ kiên nhẫn và luyện tập đó. 好，然后呢我们除了这个慧灯之光以外还有很多，因为这个慧灯之光的网站上面呢英语的资料不是很多，但是呢其他的网站上就是一些国外的这些其他的上师讲的这些大乘佛教的修心的方法也是非常非常多的，所以呢希望大家去了解一下这些具体的训练的方法来这个训练修慈悲心。In respect of concrete practices of cultivation of compassion that we can use to increase and grow our compassion, Khenpo has written extensively on these in Chinese, and they are available. His teachings are available on his website, books are able to be downloaded and so forth, but his English materials, there aren't so many of them. However, there are
teachings on compassion practices in English by other teachers that are widely available on the internet, and it would be wonderful if everyone could acquaint themselves with the specific details of the practice methods in question. Về cái tu pháp của Ngài thì chúng tôi có một cái quyển, một bộ sách là Ánh sáng vệ quang, thì có trên cái chữ Hán ở trên mạng hay là ở chùa mình đã có được tặng một bộ. Tiếng Anh thì ở trên mạng cũng là có. Thì mình muốn về học về cái tu pháp của Ngài đó thì mình phải tìm hiểu và mình coi cái sách này thì nó sẽ giúp cho mình rất nhiều. 好，这样子，然后我们有一点点这个慈悲心的时候，然后在这个慈悲心的基础上，我们开始修观世音菩萨的修法。那么修法呢？ 我们一方面对六道轮回的所有的众生发起慈悲心，在这个慈悲心的基础上，然后我们再祈请观世音菩萨，观世音菩萨他是九苦九难，这样子，所以我们祈请观世音菩萨来。 给这些众生加持这些众生来这个消除这些众生的各种各样的这个痛苦，我们祈请观世音菩萨能够这些众生能够离苦得乐，以这样子的这个慈悲心的心愿，然后念观世音菩萨的咒。 So for Chenresig practice that is founded on compassion, after we have, through our independent compassion practice, generated a certain level of compassion or confidence in our compassion, then we can engage in this practice. And when we do so, we pray and earnestly supplicate Chenresig to bless all sentient beings, and so that they may be free from the many and various kinds of suffering that they suffer under. So this is the Chenresig practice that is founded on compassion. And after having prayed and supplicated in this way, then as for the first practice method, we chant Chenresig's mantra. Về cái pháp tu của Ngài thì về cái từ bi tâm đó thì mình cần phải tìm hiểu về cái luân hồi, lục đạo luân hồi. Thì Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ, cứu nạn. Thì mình nếu mà mình tu được cái từ bi tâm đó thì mình sẽ giúp cho chúng sanh thoát khỏi cái khổ nạn. Thì lúc đó thì mình mới là giúp cho mọi người được là thoát khỏi cái đau khổ đó. Thì cái từ bi tâm và cái cầu nguyện của mình đó thì rất là có công hiệu. 好，这是第二个修法，我们也时间也就半个小时到两个小时的时间当中，从头到尾，一方面就对众生，修慈悲心，另一方面呢，祈请观世音菩萨来，这个，救苦救难，然后同时就念。 观世音菩萨的咒，嗡嘛呢叭咪吽，那这样子就可以的。这是第二种观世音的修法，以慈悲心修观世音菩萨的修法。So this is the second kind of Chenresig practice, a practice that is based on compassion in a practice session, which may be anything from half an hour to 2 hours in length. We start off by
or we simultaneously generate compassion to all living beings. We supplicate Chenresig to assist them, to rescue them in their perils and difficulties and sufferings, and we also chant the mantra of Chenresig, and this is the second kind of practice. Về cái pháp tu thứ nhì này á, thì từ cái từ bi tâm tâm này thì mình nếu mà có cái thời gian thuyết hết ba cái pháp tu á, thì từ 1 tới 2 tiếng đồng hồ thì nó mới hết. Thì cái pháp tu này á, thì về từ bi tâm mình phải cầu nguyện và niệm chú của Quán Thế Âm Bồ Tát Om Mani Hôm, thì đó sẽ là tăng cường cho sự cái tu học của mình trên cái căn bản thứ hai đó. 好，然后我们有了这个对观世音菩萨的心行，同时也有了这个慈悲心。这样子的话，这两个心行和慈悲心这两个，不仅是在学佛修心的过程当中很重要，这个现实生活当中也是非常的重要的，就是我们如果有了。 心行，有强大的信心，有强大的这个慈悲心的话，那就是我们在这个生活当中就找到了人生的方向，然后呢，有了今生知足，这是一个一件非常幸福的事情，有安全感，有幸福感，然后当我们遇到一些问题的时候呢，我们要不就是用心心，要不就用慈悲心来祈祷观世音菩萨。 那这样子，我们很多很多的这些痛苦，很多的不愉快、不开心的事情，很容易就轻松的就可以解决。所以呢，这不仅仅是学佛成就解脱方面很重要，而且生活当中也是很重要的。 So these two things that we've talked about so far, a very strong sense of faith, faith in Chenresig, and then secondly, compassion to all living beings, these two are of fundamental importance. And not just in respect of liberation and our practice oriented towards awakening, but also in the course of our everyday lives. With these two things, faith and compassion, we will find ourselves with a real sense of psychological and spiritual support. We will have a sense of direction in our lives and a sense of security and happiness. Regardless of what we encounter, we will find ourselves being able to deal with it through reliance on these two things. So if we encounter problems or challenges of a certain kind, either we can rely on Chenresig through an approach of faith or by compassion. Trên hai cái căn bản tu pháp này thì cái thứ gì này là đi thẳng sâu vào cái sinh hoạt mỗi ngày của mình. Đó thì mình sẽ giải quyết vấn đề khó khăn, vấn đề không vui vẻ, thì mình sẽ cầu nguyện mà niệm chú của Ngài, thì đương nhiên thì những cái khó khăn đó, những cái thắc mắc đó thì nó sẽ được là giải quyết đi. Thành ra mình cứ tu theo pháp của Ngài thì mình phải kiên trì và mình phải luyện tu cho thật thật nhiều để giúp cho mình và giúp cho tất cả mọi người hết. 好，第三个修法就是以空心剪来修这个
观世音菩萨的修法。那空心剪是什么呢？我们首先有证悟空心啊，这个确实不是很容易的事情啊，要把这个空心要结实的话呢，也要结实清楚的话，也需要一点时间啊。那么我们简单的说，这个外面的实结啊，不管我们看起来它有多真实，多怎么样啊。但是呢，它就实际上它是不是一个离我们的今生啊独立存在的？跟我们的今生啊不是独立存在，意思就是说，它是外面的这个世界是我们的内心的一种啊翻释出来的一个这样子的现象啊。就像海市蜃楼一样啊，海市蜃楼它不是一个真实的实节啊，它就是一个光的头折射看出来的一个错觉。那么我们这个实节也是一样啊，它就是外面的实节多真实啊，多有这个形形色色的这个实节。那总的来说，它是我们自己的内心的一种投影啊，就像我们晚上做梦的时候，我们梦里面呢，看到了各种各样的人、建筑物啊，还有各种各样的这个山河大地啊。但是呢，这些梦里面也就是显得特别特别的真实啊，非常的真实。但是实际上，这就是一切都是我们自己的一种心啊，内心的一种错觉，一种幻觉啊。除了这个以外啊，现实生活当中其实也没有别的。The third type of Chenresig practice that we can engage in is one based on a realization of the nature of emptiness.And in order to undertake this kind of practice, it's firstly necessary that we have realized emptiness. This is not necessarily a simple matter, and today, given the fact that we don't have much time left, it's not possible to go into this in a great level of detail. However, basically, it entails realizing experientially thatthis world around us doesn't have an intrinsic or independent existence from our minds. So even though we habitually regard the world around us as being very real, very solid, in actual fact, it is a projection of our minds, similar to a mirage in a desert that is manufactured by light interacting with atmospheric conditions, or a dream. In our dreams, we perceive buildings and people. They all ultimately seem extremely real in our dream state, but they are not possessed of an independent existence outside of this.Cái tu pháp thứ ba là cái không tâm kiết, tức là một cái mắt của trong cái lòng mình, trong tim mình. Thì cái này nói ra thì mình không có cái thời gian để giải thích hết được, bởi vì đây mình chỉ tóm tắt nó thôi. Thì những cái sự việc ở ngoài này, ở cái thế giới nàyhiện tại đây đều là không phải là thật, nhưng mà cái như những cái gì mình nằm chiêm bao ban đêm, mình thấy người, thấy đồ kiến trúc, thấy những cái gì đó là cũng là do cái tâm của mình thôi. Thì cái này thì nó phản ảnh cho những cái gì mà mình nghĩ đó đều là do cái tâm mình nghĩ, chứ không phải là thật ha. Thì cái mà tâm kiết này, cái khúc mắc của trong tim mình đó, thì nó phản ảnh ra những cái sự thật đều là do
mình trong tim mình ra thôi. 好，那么就外面的时节啊，那么是我们的内在的，我们内心的投影啊。那么我们的内心又是什么样子呢？啊，我们的内心什么叫内心？不是大脑，不是心脏，就是我们的意识啊，我们的意识，人的精神世界叫做我们的内心啊。那它到底是什么样子呢？如果我们不去在乎，不去关注它的时候呢，那它也是一个非常真实的东西，它可以去干涉外面的世界，它可以去分析，它可以去判断啊，都可以啊。不关注它，不去留意它是一个什么真实的还是虚拟的时候呢，它就是在我们的前面啊表现的一个非常非常真实的。但是如果我们进一步的去了解啊，关注一下它的时候呢，那么它也是一个虚拟的啊，一个虚拟的真无的时候呢，我们会很容易的就会真无的。但是我们现在用语言来讲的话，那也就是不好表达。简单的说，就在新西兰的这个天气特别特别好的时候呢，就你们到郊区去看一下这个蓝天啊，没有云的时候，一点点云都没有的时候，去看一下这个蓝天啊，蓝天是什么样子？你们的心啊就是这样子。这个时候呢，我们会发现啊，原来我们的心啊就是这样子啊，它就是一个透明的、不存在的啊。非常平静的，没有什么我们现在的这么浮躁的东西，没有这些烦恼啊，都是没有，这些都是无中生有的，它的本质上这些都不存在啊。我们最终会发现啊，这个真相，这就是万事万物的最终极的真相。但是呢，目前啊，这个。不一定我们能够感受得到，因为我们还有很多前面的很多的功课还没有做好啊。那这些还没有做好的话，那就让我们直接去进入这样子的境界啊，一下子就把我们的境界提高这么高是不太可能的。但是呢，我们把这些前面的功课做好了以后呢，最后我们每一个人都能够感受到这个境界，那这是我们的这一生当中的目标啊。我们学佛有很多很多的目标啊，最终的目标是成佛。但是没有成佛之前，也有很多不同的阶段的这个不同阶段的目标。就像我们坐地铁到它的终点站，那么不是一下子就到终点站啊，中间也有很多很多的站啊。这个每一个站到了，然后再去下一个站，再去下一个站，最后就到这个终点站。那么我们就是要证悟这个空性啊，这是一个我们的这一生当中的一个很重要的一个目标。So if the external world around us is but an illusion or a projection of our minds, then what is the nature of that mind itself? What is the nature of the self? Here we are not referring to the brain or to the organ of the heart. We are talking about one's psychological realm. And ultimately,Because we seldom pay attention to it, it appears, just like the external world around us, to be very real in nature. But actually, we can discover that it, just like the external world, is also illusory. It does not have an independent existence either. So the realization of this nature of the mind is...What we refer to as the realization of emptiness. You could potentially take yourself to a far off corner of New Zealand and look at the clear blue sky without any clouds at all. And this
kind of unobscured, completely clear state is that which is the basic essence of our mind. It's a mind that is clear, unobscured. There are no disturbing emotions or afflictions. And even though this realization is ultimately what we are oriented to with our Buddhist practice, it's not necessarily a realization that is able to be easily achieved. It's necessary that we complete other stages of practice and gradually build up to this level of realization. It's like taking a subway to one's ultimate destination. In order to get there, it's necessary to pass through other places too. Nevertheless, this is the ultimate goal of our practice. Well, ultimately, our ultimate goal is to achieve Buddhahood. However, in order to get there, there are different stages of practice that we need to complete. Cái không tâm này thì đó không phải là từ trong tim hay là trong đầu óc của mình ra, thì đó là một cái ý thức thôi. Nó không phải phát từ trong tim mà không phải phát từ trong cái đầu óc mình ra. Đó là chỉ một cái ý thức. Mà đây á thì rất là khó, là cũng như cái thời tiết của Tân Tây Lan đây, bữa nào mà trời nó tốt, trời xanh thì mình ra đó mình nhìn trên một trời nó không có mây trắng, không có gì, nó chỉ là xanh, nó bằng phẳng, thì trong tim mình nó cũng, trong tâm của mình nó cũng vậy thôi, nó rất bằng phẳng, nó rất yên lặng, nó không có phiền não gì hết. Thì muốn tiến hành tới một cái không tâm quyết kiết này á thì rất là lâu, rất là khó, vì mình không có thể nào mà mình luyện tu đây rồi mình để đạt tới thành Phật được, như là những cái xe mình đi từ cái điểm khởi tới cái điểm điểm chót, thì ở chính giữa thì nó cũng có một cái trạm này trạm kia để ngừng. Nó không phải là một hơi là đi từ đầu này tới đầu kia là nó tới. Nó thì cái tâm quyết, cái không tâm kiết này á thì rất là yên tịnh, mà khi mình đạt tới á thì nó mới thành Phật được. Nhưng mình tu tới thành Phật thì nó cũng phải qua một cái giai đoạn này, qua giai đoạn khác, nó gặp cái khó khăn, cái trở ngại, cái này cái kia, thì mình có quyết tâm đó thì mình sẽ tu được. 好，然后我们证悟了这个空心，就是感受到了这种我们刚才讲的这种我们的心，我们内心的这个本质，非常的光明，非常的清澈，然后就是非常的纯洁，那这个我们感受到了以后呢，然后我们的心。 按住在这个状态当中，然后再去念观世音菩萨的行咒念，那么这个叫做以空心的智慧来修观世音菩萨的修法。Having realized emptiness, or having experienced the clear and luminous and pure nature of our mind, if we abide in this awareness and chant the mantra of Chenresig, then this is Chenresig practice that is based on a view of emptiness.
thì trong trong cái tâm của mình thì mình luôn luôn phải là à, không có phiền não, rất là thuần túy, không không có nghĩ cái gì hết, thì á, mình mới là có cái trí tuệ luyện được cái à, không tâm kiết này, thì á, đó là một cái căn bản để mình luyện, thì mình cứ cầu nguyện và niệm chú của Quán Thế Âm Bồ Tát. 好，这个空心啊，我们每一个人都有机会去证悟空心啊。如果我们稍微 能够花一点时间去学习修行，尤其是把这些基础的这些东西做好，这样子的话，那是非常有可能的。我们每一个人都有这个机会，所以呢，如果我们有一天真的能够证悟了空性，那么我们从现在或者是证悟空性的当下，就解决了所有的我们的生生死死。 的问题，只要我们有了我们刚才讲的这个慈悲心，也就是菩提心，然后有了在这个基础上有了这个空心的话，那么这两个就是结合在一起，我们刚才第二个修法里面讲的这个慈悲心和第三个修法讲的这个证悟空心，这两个结合叫做 智备双云，智备双云，智就是证悟空性的智慧，备就是大悲心，然后我们既有大悲心，又有空性的智慧，我们一个人的心中这两个都具备了，这叫做智备双云，如果我们做到了智备双云，那么 从此以后呢，我们的生生死死的问题都解决了。从此以后呢，我们不需要担忧我会不会以后怎么多，会不会多地狱啊，多恶鬼啊，不会的。不仅是我们不需要担忧自己的事情，而且我们可以帮助众生，这就是佛教讲的度化众生，有这个时候我们会获得 这个特别的能力，能够度化众生，我们每一个人都有这个机会，所以希望大家花一点时间努力一下。The realization of emptiness is something that every single person has the opportunity or the possibility of realizing. As long as we are prepared to devote time to the necessary study and practice that is entailed, it is absolutely possible that everyone sitting here can gain a realization of emptiness. And the moment that we do gain this emptiness, then all our problems and sufferings are solved from this point onwards. If we have, if we combine the realization of emptiness with compassion that we described in the second practice today, if we combine these two, we combine our realization of emptiness with a mind of compassion, then this is what we refer to as the combined compassion and wisdom. If we are able to possess these two combined with each other or unified with each other, then not only do we not have to fear descending to the lower realms, but rather we will be able to be of great assistance in assisting other living beings to be free from their own sufferings. These two combined, compassion and wisdom, will give us much power in this regard. Mỗi một người mình có đều có cơ hội để học tập về về cái tâm quyết này, mà nếu mà mình để một chút thời gian thì mình lâu lâu ngày mình có
kiên nhẫn mình học tập á, thì nó sẽ rất tốt. Mà ở trong đạo Phật mình thì có, nếu mà mình học được cái trí tuệ, cái từ bi đó, thì mình sẽ trong đạo Phật mình nói là phổ độ được chúng sanh, thì mình đây mình rất có cơ hội. Và nếu mà mình kiên nhẫn, mình phải cố gắng học tập và tu luyện, thì sẽ một ngày mình có thể là như là đạo Phật nói là mình có thể có khả năng, có lực lượng để phổ độ chúng sanh. 好，然后这三个修法啊，都是三个不同的观世音菩萨的修法。那么这三个修法就是时间，我们刚才讲半个小时到两个小时，然后修完了以后呢，需要做一个回向啊，做回向。然后还没有开始修的时候呢，开始修，准备修的时候呢，就需要。 法菩提行，那么前面发菩提行，最后的时候就做回向，然后中间的这个阶段呢，要专心的去做，认真的去做。那这个这三个叫做善书生，我们打坐、学习、念咒，做任何事情都必须要有这个善书生的。 这个帮助如果是离开了善书生，没有了这些，那么我们做的事情都不一定很有意义，所以必须要有善书生。那么善书生呢，这个慧灯之光里面有比较详细的解释，有这个介绍，也有视频，希望大家就参考阅读一下，这样子以后呢。 我们前面有法菩提心，然后中间就修这三种不同的修法，最后做一个回向。那这样子的话，这个是一个非常完整的一个观世音菩萨的修法。So these are three different Chenresig practices. For either of the practice, the length of the practice session could be anything from half an hour to 2 hours. When we bring our session to a close, we conclude it with a dedication of merit. And before we begin our practice, we start off by making an aspiration of bodhicitta. Then during our practice, it's important we do so with concentration and single-mindedness. And by doing these three things, starting off with an aspiration of bodhicitta, practicing in a focused and concentrated way, and then dedicating our merit at the end, we will have completed what are referred to as the three excellences. It's important that all of our Dharma practice is accompanied by these three excellences. Without them, then our practice is really not so meaningful. Insofar as learning more about what these three excellences entail, there is also much information on Khenpo's website. Đây là ba cái tu pháp của Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Thì mình phải có thiện tâm, rất kiên nhẫn, rất lòng hướng về tu pháp đó. Thì đây có cái cuốn quyển Ánh Sáng Huệ Đăng, mình có thể lấy coi để tham khảo ở trong trong đó. Nhất là mình phải bắt đầu thì tới cuối thì mình phải hồi hướng, thì trong việc tu này á, thì từ 1 tới 2 tiếng đồng hồ thì cái là một cái pháp tu đó, cái thời gian đó thì mình mới tu hoàn mãn được. Để hiểu biết nhiều hơn thì mình nên coi mấy cái sách để tham khảo, để mình được tận hiểu cái pháp tu của Ngài.
好，今天上午的观世音菩萨的这个修法的课到此结束，谢谢大家，阿弥陀佛。So this brings to an end our teaching this morning on three different practices of Chenresig. Đây là chấm dứt cái buổi khóa thuyết về pháp tu của Quán Thế Âm Bồ Tát. 好，我们现在做回向啊，回向这个是特别特别重要的，但是我想我们很多人还不懂得做一个比较标准的回向，要看一下那个回灯。回灯之光里面有一个叫做善书生善书生看看那个里面呢回向的这些讲得比较清楚的。So now that we have completed our learning today, our teaching, we are going to dedicate our merit for doing so. Maybe many people are not quite sure what dedication of merit entails.This is an important part of the three excellences, and I have also explained this in my Wisdom Light book series. Hôm nay cuối cùng thì tất cả nhiều người không biết cách hồi hướng sao, thì đây sư giảng dạy là cách hồi hướng.好，我们现在做回向啊。回向的意思就是说，我们今天上午大家啊听经闻法啊，那我们把这个是有很大很大功德的，那么这个功德分享给天下所有的众生啊。我们希望天下啊，天下所有的众生。能够以我们的这个功德健康长寿幸福快乐，很快就能够了脱生死成佛以这样子的心愿来回向。So having listened to teachings this morning, we have generated a great amount of merit thereby, and in dedicating the merit, we do so with the very strong wish that through sharing it with other beings, they may be liberated from their sufferings, ultimately liberated from the sufferings of samsara, that they may achieve temporary happiness and ultimate happiness too. Sau khi...như sáng hôm nay sau khi thính pháp giảng kinh thì cái công hết đức này thì chúng ta sẽ hồi hướng cho chúng sanh để được hưởng cái an lạc là giải thoát được cái buồn rầu là đạt tới được hạnh phúc an lạc. So nam de yi tan zhe zhe ba nian dong ni ni bie zhe nan ban xie jiang jie ga nan jie wa long zhe bai zhe bin zu lin zhu a zhu ru xiu jiang wo de hua wu zhe de jian ba dang gen de zhang bo de ya de zhen de da gen ji ji zhe da lu zhe ge wa de da tan zhe rab de wu de zhen shen bei jia ba tan zhe ji wu a gang lan zhou de nga ba de德格给予早晚的干将让不休息他的我而已我们阿红伴整个日把马子的红我们阿红伴整个日把马子的谢谢大家，阿弥陀佛。